chương sách mới trong đề của mình. Các anh chị em khi nhận thấy giá trị của việc làm đệ tử Phật, sau thời gian tìm hiểu, đã quyết định nhận đạo Phật làm nơi nương tựa tâm linh, thì đó là cách mà các anh chị em đã mở ra cho cuộc đời của mình một và chương sách mới, dùng ngôn ngữ của sách để chúng ta dễ hình dung. Và chương sách này nó làm cho cuộc đời của mình nó trở nên đặc biệt hơn, có giá trị hơn, hữu ích hơn, và tác động tích cực từ chương sách mới này đối với những người thân của chúng ta cũng theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều lần so với trước đây. Thì đối với rất nhiều người đó, thì việc làm đệ tử Phật như là mở ra một cuộc đời mới. Chúng ta phải ghi nhớ được cái phẩm chất đó. Có nghĩa là chúng ta không dừng lại ở việc làm Phật tử hình thức, mà thầy thường gọi đó là Phật tử ngoài cổng chùa. Một năm đi chùa được đôi ba lần thôi, lại Phật được vài ba lại, đó là giữ cái tín ngưỡng đó thôi, chứ không hề đến chùa tham dự khóa tu cuối tuần diễn ra đó vào ngày Chủ nhật. Buổi sáng như ở chùa Giác Ngộ, sáng Chủ nhật thì dành cho trung niên lão niên, chiều Chủ nhật là cho thanh niên, chiều thứ bảy đó thì dành cho mầm non và thiếu nhi. Thực ra 2-3 tiếng đồng hồ đâu phải là quá khó khăn trong việc quản trị thời gian. Do đó chúng ta phải nỗ lực tạo thành thói quen tích cực để giúp cho mình trở thành Phật tử thuần thành. Thì trong các tôn giáo đó, thì đạo Phật đó rất dễ trong việc không bắt buộc các tín đồ đó phải tham dự các khóa lễ vào ngày cuối tuần. Còn các tôn giáo khác thì phần này rất là chặt chẽ. Thì thầy kêu gọi ý thức tự giác và tinh thần kỷ luật cao. Thì theo đạo Phật đó, thì phải nhấn mạnh đến cái tinh thần kỷ luật và tự giác. Thì các quốc gia tiên tiến, công dân của họ thành công, góp phần làm GDP tăng lên 30 mấy ngàn cho đến là 60 mấy ngàn Mỹ Kim cho một đầu người mỗi năm, là do vì cái tinh thần tự lực và tự giác cộng với cái kỷ luật cao. Thế vậy những cái phẩm chất này đó, nó làm cho mình đó là năng động hơn, tích cực hơn. Vì những cái tự giác đó, tinh thần kỷ luật đi chùa vào cuối tuần đó, nó mang lại lợi cho bản thân mình. Thực ra thì mạng xã hội và điện thoại thông minh đó, nó làm cho chúng ta bị mất rất nhiều thời gian. Nhiều khi mỗi ngày mình mất đến 2-3 tiếng, thậm chí có người nghiện á, mất đến cả 5-7 tiếng đồng hồ, dẫn đến rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, rồi rối loạn tâm thần đó. Đó thì họ là không tiếc thời giờ, nhưng mà thời giờ đi chùa để lại tiếc. Thì đó là điều mà mình chưa có được khéo léo và thông thái trong việc quản trị thời gian cá nhân. Thì để mở ra một cái chương sách mới trong cuộc đời của mình, thì các anh chị em lưu ý. Thứ nhất, cần phải thấy rõ đó, việc mà quy tam bảo là chúng ta tình nguyện nương tựa vào Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn. Có một sự ngộ nhận rất lớn hiện nay đang diễn ra trên mạng xã hội, vì căn bản là do ta không hiểu chữ Hán. Thì những cái từ như là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là con nương tựa Đức Phật, con nương tựa chân lý, con nương tựa tăng đoàn. Thì cái chữ tự đây là tự mình, tức là phát ra cái ý thức tự giác, chứ mình không có bị ai bắt buộc.
Thì cái chữ tự đó đó, trong ngữ cảnh này nó tương đương với cái chữ ngã. Thì trong chữ Hán đó, thì quý vị biết đó, là nó không có chữ cái chữ con như trong tiếng Việt. Chữ đó là tôi thôi, nó giống như tiếng Anh, I. Còn chữ Hán đó là ngã. Thế vậy là ngã quy Phật, tức là tôi quy Phật hay là con quy Phật. Thì để bày tỏ lòng tôn kính thì mình dịch đó là con. Còn cái việc mà dịch sai đó, nó làm cho người ta hiểu sai, hay là từ hiểu sai dẫn đến dịch sai, thì người ta mới suy luận đó là tôi tự quy Phật ở trong tâm của mình, rồi tôi tự quy y chân lý ở trong tâm của mình, rồi tôi tự quy y tăng đoạn trong tâm của mình. Đó là sai hoàn toàn. Ở đây đang nói mình là một cái chủ thể nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào chân lý, nương tựa vào tăng đoạn, chứ không phải là mình tự quy y mà không có một cái lễ diễn ra. Đó là cái ngộ nhận rất là lớn hiện nay. Và cộng đồng đó, mạng xã hội, những người ghét Phật giáo hoặc là những người không phải Phật giáo, họ đóng vai là Phật tử, họ lên trên mạng xã hội, và cụ thể là Alibaba, rồi Amazon, rồi một số cái mạng mà bán online đó, thì hiện nay đó là những nhà kinh doanh đó, họ làm cái bằng phái quy y rất là nhiều. Họ sao chép lại cái mẫu quy của một số chùa rồi bán với cái giá tương đối là hữu nghị ở trên mạng. Rồi sau đó đó họ mới điền tên vào, rồi dán hình vô, ép plastic lại, rồi bắt đầu cắt cái phái quy đó nha, hay là đốt phái quy đó, cái đó mà tuyên bố là tôi từ bỏ đạo Phật để kêu gọi cộng đồng đó đi theo cái sự sách động tiêu cực đó. Thì cái dở của bên Phật giáo đó là mình không có quản lý nghiêm túc, cho nên đó, để cho một số doanh nghiệp đó, họ kinh doanh online, chứ còn các tôn giáo khác thì đâu có ai làm như thế được. Cho nên đó, trong cái giai đoạn này đó, thì người ta cố tình hiểu sai các cái khái niệm Phật học, rồi giải thích sai những cái khái niệm đó để sách động quần chúng từ bỏ đạo Phật. Đang khi đó mở ra một chương sử mới thì chúng ta thấy rõ tại sao mình phải làm đệ tử Đức Phật. Thì thầy giải thích lý do đơn giản cái thầy thôi, thì các anh chị em có thể cảm thấy hãnh diện tự hào. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, dưới sự chủ tọa của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, 34 nước thành viên, dưới sự đề xuất của nước Tích Lan là nước Phật giáo và các nước còn lại là những nước khác tôn giáo, thì sau khi thảo luận đó, người ta đã thống nhất biểu quyết thông qua không có phiếu chống. Bắt đầu từ năm 2000 trở đi, Liên Hiệp Quốc tại trụ sở New York và các trụ sở khu vực sẽ trọng thể tưởng niệm ba sự kiện đản sanh, thành đạo, nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca, và tôn vinh đó, Đức Phật đó, như là nhà văn hóa hòa bình. Như vậy thì không phải Liên Hiệp Quốc đã tình cờ làm công việc đó, mặc dù họ là những người thuộc các tôn giáo khác đạo Phật, nhưng mà đánh giá cái lịch sử truyền bá của Đức Phật Thích Ca và lịch sử của đạo Phật trên toàn cầu, thì người ta thấy là rất nhiều thứ đó, có thể được sử dụng để làm giải pháp cho hòa bình thế giới. Cho nên đó, các nhân vật lãnh đạo tôn giáo, sáng lập tôn giáo khác không được bầu chọn, mà Đức Phật Thích Ca được bầu chọn. Thì như vậy điều đó nó phản ánh rằng đó là Đức Phật là người không chỉ là sáng lập đạo Phật, mở ra con đường tỉnh thức, mà giá trị của Ngài là mang lại bình an, hạnh phúc, hòa bình và nhiều giá trị cho cuộc sống. Cho nên được làm đệ tử Phật là một hạnh diện lớn, một diễm phúc lớn. Điều thứ hai là về phương diện chân lý, thì tôn giáo nào cũng có tên thánh. Đức Phật á, là người để lại kinh chân lý nhiều nhất trong các nhà sáng lập tôn giáo trong suốt mấy ngàn năm qua. Thì Đức Phật á, có được lợi thế đó là Ngài truyền đạo được 45 năm, từ tuổi 35 giác ngộ do thực tập con đường trung đạo, cho đến năm 80 tuổi Đức Phật mới qua đời. Do đó hiện nay đó,
Cộng đồng Phật giáo đó may mắn bảo tồn được khoảng 36.000 bài kinh. Cái con số rất là khủng. Trong đó có 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc kinh Tạng Pali, khoảng 17.000 thuộc kinh A Hàm và hơn 2.000 bài kinh điển Đại Thừa. Thì cái quyển kinh Phật cho người tại gia mà thầy gửi tặng cho quý vị đó chỉ là 63 bài trong tổng số 36.000 bài thôi. Rồi còn số rất là nhỏ. Thì bây giờ đó thì chúng ta thấy là những lời dạy của Đức Phật đó nó bao gồm thế giới quan nè, nhân sinh quan nè, xã hội quan nè, chính trị quan nè, đạo đức quan, tu đạo quan và giải thoát quan, và khoa học quan, môi trường quan và nhiều vấn đề khác. Tức là đi trước thời đại rất là nhiều thế kỷ. Hai giá trị quan trọng nhất của chân lý Phật đó, đó là nó giải quyết được vấn nạn nỗi khổ niềm đau của cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Và thứ hai đó, mang lại niềm an vui hạnh phúc. Cho nên để mở ra một cái chương sách mới có giá trị hơn đó, thì thầy khuyên các anh chị em nên dành ra tối thiểu 15 phút mỗi ngày, nhiều hơn càng tốt, để đọc kinh. Và khi đọc kinh á, thì các anh chị em đừng đọc với tâm niệm cầu phúc, kể công với Đức Phật là bạch Đức Phật, con đã đọc được rất là nhiều biến, nhiều lần. Cái đó nó cũng giống như là mình đọc cái to thuốc paracetamol chị giảm đau, tenodol chị nhức đầu, glucosamin chị lỏng gối, có thêm cái chất dờn trong các xương khớp khỏi đau nhất. Nhưng mà trên thực tế mình không có uống thì đau nhất nó vẫn bị, bệnh tật nó vẫn phát triển. Cho nên đọc kinh là để hiểu chân lý. Và khi hiểu chân lý rồi thì áp dụng vào trong đời sống thực tế. Nên đạo Phật là đạo trí tuệ, nhấn mạnh ở góc độ đó hơn các tôn giáo khác. Do đó các anh chị em phải siêng năng đọc kinh Phật. Thì chùa Giác Ngộ có ấn tống gần 100 quyển kinh sách các loại. Các anh chị em chỉ cần xuống tầng G bên tay trái đó. Từ bên ngoài đi vào tay trái có để là văn phòng quỹ Đạo Phật ngày nay. Thì thích kinh sách nào cứ tới thỉnh. Còn ở xa đó thì quý vị có thể gỡ địa chỉ, tức là vào trong trang web quỹ Đạo Phật ngày nay.com vào có một kinh sách miễn phí đó, là chúng ta điền địa chỉ, tên tuổi thì kinh sách sẽ gửi về tặng. Nhưng mà để chia sẻ cái trách nhiệm đó, thì thầy khích lệ mình chi trả cái khoản tiền bưu phí đó chuyển đi, còn nhà chùa thì tặng quý vị cái tiền in để cho nhiều người được cơ hội nhận được sách Phật, kinh Phật. Và thầy tin chắc rằng là nếu các anh chị em siêng năng đọc và nghiền ngẫm chân lý từ những quyển kinh được chọn lọc, thì làm cho mình nó mở ra nhiều cánh cửa sổ hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Và có rất nhiều vấn nạn trước đây mình lúng túng không biết giải quyết sao, nhưng mà khi đọc vô những bài kinh đó mình tìm ra được giải pháp. Ở đây có ai không biết Steve Jobs không? Là người sáng lập ra công ty Apple, tạo ra điện thoại thông minh đó. Thì khi mà ông bị người ta gọi là đảo chánh, lật đổ ông ra khỏi cái công ty do ông đồng sáng lập, thì Steve Jobs chẳng những không có thù đề hận người, chuyển sang nghiên cứu Phật giáo, thực tập thiền Phật giáo. Và điều đó nó làm cho ông trở nên thông thái hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn. Tiếc là vị bình định qua đời ở tuổi 56. Steve Jobs đã để lại khoảng 265 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Chứ nếu mà mấy sống thọ 80 tuổi thì cái số lượng bằng sáng kiến đó chắc chắn là sẽ nhiều hơn, lợi ích cho cộng đồng. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là khi mình đọc kinh, hiểu rõ được chân lý và áp dụng theo đó, nó làm cho chúng ta trở nên sáng suốt, minh mẫn và tạo ra nhiều cái sáng kiến có giá trị cho cuộc đời.
về vấn đề mình nương tựa tăng đoàn dành cho các thầy tỳ kheo, ni đoàn dành cho các sư cô, thì chúng ta trở thành là đệ tử chung của các vị xuất gia chân chính. Mà thầy đó là người trường giới thôi, là được gọi là bổn sư, tức là thầy gốc. Ngoài ra đó, thì tất cả chúng ta đều là đệ tử của tăng đoàn và ni đoàn, ngay cả thầy cũng là đệ tử của tăng đoàn. Thì tăng đoàn gồm có các thánh tăng, rồi gồm có các cao tăng, rồi gồm có những vị tiệm cận thánh nhân, rồi nhiều có vị là chân nhân. Thì dĩ nhiên là ở trong bất cứ một tổ chức nào cũng có những thành phần bị suy thoái tư tưởng và phẩm chất, hoặc là giả dạng, ở đâu cũng có yếu tố đó. Cho nên đó, chúng ta phải giữ vững niềm tin với tăng đoàn, và mình học theo những điều hay. Đạo Phật đó, thì khích lệ chúng ta dùng lý trí để đánh giá mọi thứ trước khi tin, chứ không có kêu chúng ta phải tin một cách mù quáng. Cho đó là cái điểm rất khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác ta chỉ kêu mình là tin theo thôi, không đặt vấn đề, cho nên dễ rơi vào mê tín, thậm chí là niềm tin mù quáng hay là cuồng tín. Còn Đạo Phật đó dạy chúng ta phải cân nhắc, suy nghĩ, đó là mình thấy đúng thì mình mới theo, còn không đúng thì mình không có theo. Đó là dùng lý trí để phán đoán, chứ không có dùng niềm tin đơn thuần. Thì việc chúng ta nương tựa vào tăng đoàn, ni đoàn, những người có thời gian tu học vì lý tưởng phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, có đủ năng lực để hướng dẫn chúng ta học Phật và tu Phật. Vì lĩnh vực nào cũng cần phải có bậc thầy, dù là lĩnh vực nghề hay là lĩnh vực học, học phương pháp hay là học kỹ năng, đều phải có thầy có kinh nghiệm hướng dẫn bài bản để chúng ta đỡ mất thời gian, hiểu đến nơi đến chốn, hiểu có hệ thống, hiểu bài bản. Thì từ đó đó, cái việc lập nghiệp của chúng ta nó mới trở nên thành công. Thế vậy, mở ra một cái chương mới, đó là chúng ta trở nên hiền hơn, từ bi hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, và áp dụng các phẩm chất này cho cuộc sống trong gia đình của chúng ta trước. Thì người thân á, sẽ thấy rất rõ là từ lúc mình làm Phật tử, mình có những cái chuyển biến rất là tích cực. Trước đây mình đã tốt rồi, bây giờ mình tốt hơn. Trước đây mình đã có tinh thần bao dung rồi, thậm chí là bao sân ở trong gia đình, bây giờ mình đã bao dung hơn. Trước đây thì mình đã vô ngã rồi, bây giờ mình vô ngã hơn, vị tha hơn. Tức là các phẩm chất đó ngày càng lớn hơn. Vì mình biết rất rõ, khi mình làm các phẩm chất cao quý này, mình là người thụ hưởng các giá trị, nói là Phật gọi là phước báo và công đức, nó trổ quả đời này và những đời sau. Không ai vào hứng lấy các cái thành quả đó ngoài trừ chúng ta. Thì nhận thức chín chắn này nó làm cho chúng ta, ngoài cái việc làm ăn lương theo sức lao động và chất xám đóng góp, cũng như là thành quả và thành tích, thì chúng ta cũng nên tập làm phụng sự. Cái từ mà thầy gọi đó là từ phụng sự, ở bên ngoài đời tôi gọi là tình nguyện, tham gia vào các cái chương trình công ích của nhà nước, của cộng đồng, của làng xã. Cái đó là mình làm hoàn toàn miễn phí. Thậm chí ngoài cái việc bỏ công sức thời gian chất xám ra, nhiều người còn bỏ thêm tiền của nữa để đóng góp vào. Thì tất cả những điều này đó, nó làm cho chúng ta trở nên có giá trị và góp phần làm là cuộc đời này đó, trở thành là nơi đáng sống hơn. Cái giá trị đó sẽ làm cho chúng ta được quý trọng,